Xin chào tất cả các bạn. Rất là vui khi mà bản thân tôi được gặp lại các bạn trong ngày hôm nay để cùng nhau chia sẻ những cái vấn đề trong cuộc sống. Và chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống thì rừng có một cái vai trò rất là quan trọng. Cỏ, cây, hoa, lá cũng rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta, làm cho không khí trong lành. Và có rất nhiều cái loài cây là cây thuốc trong cuộc sống. Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu để nâng cao những cái kiến thức của bản thân, để khi mà sức khỏe của chúng ta gặp vấn đề thì chúng ta sẽ lựa chọn cái cây hợp lý để chữa. Vậy thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu cái cây đó để biết được cái tác dụng của nó trong cuộc sống hiện nay nhé các bạn nhé. Nào, chúng ta hãy cùng nhau đi thôi ạ. Xem cái cây mà tôi muốn nói đó là cái cây gì nhé. Loài cây mà tôi muốn nói với các bạn, nó rất là thân thiết với chúng ta. Trước kia thì do chưa có sự hiểu biết nên là tôi thường nói cây này, đó là cây xà cừ các bạn ạ. Tôi thường gọi cái cây này là cây lim, nhưng mà đích thực cây này được gọi là cây xà cừ. Và cái cây xà cừ có rất là nhiều tác dụng trong cuộc sống. Và chúng ta thấy rằng là cái cây này nó có tác dụng rất là lớn trong cái việc trị mụn nhọt. Nếu mà chúng ta ngứa ấy, thì chúng ta sẽ lấy cái thân cây này hoặc là cái lá cây này đun nước tắm có vị chát, thế nên là nó rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta, là trị ngứa. Hoặc là chúng ta lấy cái thân này, nó có tính đắng, sử dụng rất là tốt và có tác dụng trị ngứa. Đấy, chúng ta thấy mụn nhọt thì có rất là nhiều loài cây. Xung quanh chúng ta có rất là nhiều loài cây để chữa bệnh các bạn ạ. Thì chúng ta biết tác dụng của nó rồi. Và một cái tác dụng nữa mà chúng ta nói tới, đó là cái cây xà cừ này được sử dụng để trồng để lấy gỗ. Và tôi thấy là cái cây này nó rất là dễ chăm ạ. Thế nên là chúng ta chỉ cần tưới đầy đủ và trồng hợp lý thì cái cây này rất là dễ chăm và phát triển tốt. Ngoài ra nó còn có rất là nhiều tác dụng trong cái việc đó là tạo ra cái không khí trong lành hơn. Nên là chúng ta thường trồng. Và tôi thấy rằng là ngày xưa ấy, ở quê tôi ấy, khi mà trồng được mấy cây xà cừ, sau đó thì nhà cứ thiếu rơm đun ấy, thì thường đi nhặt lá và rất thích nhặt lá xà cừ này về phơi đun, rất là tuyệt vời ạ. Và tôi thấy tuổi thơ của tôi thì rất là vui khi mà được nhặt lá xà cừ này. Lá xà cừ này nó có rất là nhiều tác dụng. Cây thì lấy thân gỗ này, lọc không khí trong lành hơn và được trồng rất nhiều ở những cái bãi đất đường phố. Đấy, và gỗ xà cừ thì được sử dụng để làm đồ ạ. Đấy, rồi đun ạ, rất có tác dụng. Còn thân vỏ xà cừ cũng như là lá xà cừ có thể đun nước tắm để trị mụn nhọt ạ. Vậy tác dụng của nó rất là tốt, làm cho sức khỏe của chúng ta ngày càng tốt hơn. Vậy chúng ta hãy sử dụng cái sản phẩm này, sử dụng những cái lá cây này, những cái tác dụng của cây này trong cuộc sống, và chúng ta nâng thêm sự hiểu biết của bản thân về tác dụng của cây xà cừ trong cuộc sống. Ai biết rồi thì thôi, còn ai chưa biết thì tìm hiểu thêm các bạn nhé. Thì cái sự chia sẻ của tôi về cây xà cừ đã giúp cho chúng ta có thêm nhiều hiểu biết về cây xà cừ trong cuộc sống, tác dụng của nó về kinh tế cũng như là giá trị về cái việc chữa bệnh. Đấy, có một cái tác dụng rất là sâu, rất là rộng, mỗi chúng ta cần biết, cần nâng cao. Vì hiện nay ở thành phố chưa chắc biết cái cây đó là cây xà cừ. Chúng ta cần, tôi cần giới thiệu để chúng ta hiểu hơn.
Vậy thì cái video giới thiệu về cây xà cừ đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe video của tôi. Nếu yêu thích thì các bạn hãy ủng hộ và comment cho tôi nhé. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.